Thì đây là 8 nguyên tắc tác động không dùng Việt, nó rất là đơn giản thôi. Mình có một lọ cao này, một cái chày này, đúng chưa? Mình đầu tiên theo 8 nguyên tắc, mình sẽ bôi một ít cao vừa phải thôi, được chưa? Đấy. Rồi mình đánh theo nguyên tắc tại chỗ là gì? Một là tại chỗ, đây là cái họng. Như là đánh nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên như này, đây là tại chỗ, đánh khoảng vài chục tiếng đếm. Quyệt rất nhẹ thôi, được chưa? Đấy, quyệt nhẹ như này. Mình có cái bất kỳ một cái dụng cụ gì hoặc tay cũng được. Còn có thì mình dùng cái chày này nó trơn. Đấy, đánh tại chỗ nhẹ nhàng quyệt trên mặt da. Tiếp theo quyệt một chút này, gọi là có này. Mình đánh tiếp theo bài bước thứ hai là gì nào? Bước thứ hai là gì? Lân cận, đánh sang lân cận hai bên. Đấy, biết đâu nó ở trên này, ở dưới này, ở dưới này, thì mình đánh tại chỗ xong rồi mình đánh lân cận là đánh đèn chùm luôn, chưa nào, không chạy đâu cho thoát, được chưa? Đấy, đánh có khoảng vài chục tiếng đếm, đánh một tí thôi là cái vùng cổ họng nó sẽ nóng lên. Nóng lên thì đương nhiên là hết ngứa rồi, đúng rồi, hết ngứa, hết khập khạch ở cái cổ này và hết ho, đúng không nào? Đấy, không cần biết nó là cái gì. Ông bây giờ ông cứ bảo ông giải thích cho tôi nguyên nhân triệu chứng tất cả gì, giải thích đấy đến Tết à, đúng không? Và việc của mình bây giờ là gì? Muốn làm dứt ngay. Tôi không biết anh hay đến cỡ nào, nhưng quan trọng kết quả anh làm được thế nào cái đã, đúng không nào? Ông cứ nói cao siêu đằng trời, nhưng mà ông đi giải thích hết ngày ông không làm được cái gì luôn. Cho nên những cái thằng nói hay ấy là những thằng làm dở, mà những cái thằng mà nói đạo lý ấy, thì là những thằng mà sống như chấm chấm. Ok chưa? Đấy, rồi xong, quay lưng lên nào. Đấy là chị đứng dậy đấy, chị ngồi đây rồi, chị ngồi quay quay chị quay hẳn xuống dưới đây, được được, đây đây này, ok rồi. Đây bây giờ bước thứ ba là gì nào? Đối xứng, đúng không nào? Tại chỗ lân cận rồi, đối xứng trước sau thì như vừa nãy nói ấy, là đau họng ấy. Thì sao nào, một số cái phương pháp nó có một số cái huyệt ở hai bên cột sống này, họ bấm vào đây để chữa đau họng. Nhưng mà mình này, do là mình cần gấp, mình học nó phức tạp, mình muốn nó đơn giản, đánh nhanh thắng nhanh và ai cũng có thể làm được, thì mình bôi cao, mình đánh dọc hai bên đốt sống này, đúng nào? À, đối xứng đấy, đối xứng đánh dọc hai bên cột sống, cột sống này, hoặc mình đánh trực tiếp cột sống được, tại vì cái này nó trơn không ảnh hưởng gì. Bôi lên bôi xuống, được chưa nào? Đấy, đánh xuống tiếp theo này, đánh này, đấy, được chưa? Đấy. Rồi. Nhẹ nhàng thôi, vài chục tiếng đếm, 30 tiếng đếm tại một vị trí, mình có thể lặp lại mỗi vị trí khoảng 2-3 lần đấy. Bây giờ chị thấy thấy họng sao rồi? Nóng bắt đầu. Đấy, bắt đầu nóng lên. Bắt đầu nóng lên, ok rồi, kết hợp giữa cao này, giữa dụng cụ này thì nó càng nhanh nóng, đúng không nào? Vì trong dân gian người ta không làm này, người ta chỉ có bôi tí cao ở tại chỗ là xong. Còn mình đây là mình đánh bài bản, mình đánh toàn diện, đúng không nào? Kết hợp với cái độ ma sát này nữa thì nó càng nóng luôn, rất là nhẹ mà người ta sẽ không thấy đau. Rồi vậy là xong bước thứ gì? Bước thứ ba đối xứng. Rồi bước thứ bốn là trước sau thì đây rồi, trước sau đây rồi. Tiếp theo năm là giao thoa chéo, có không nào? Không có, tại vì có mỗi cái cổ họng mà, đâu làm gì có đâu. Bước thứ sáu là trên dưới cùng bên, cũng không có. Thế bây giờ sang bước thứ bảy là đồng ứng. Rồi giờ chị quay quay về phía trước này, đồng ứng bây giờ đúng, mọi người biết là cổ họng ở đâu này, họng ở đâu? À, đây rồi, cổ tay nhá. Cổ tay thì chị nắm tay vào như này, cho ngón cái vào trong. Đây có giống một con người không nào? Đây là đầu, đây là cổ, đây là bụng, được chưa nào? Đây mình vẫn dùng cái chày này đánh nhẹ nhẹ trên cái cổ này, cái cổ tay, đúng không nào? Đánh nhẹ nhẹ thôi đấy, một vài chục tiếng đếm. Sau đó mình đánh ở đâu nữa nào? Đây nữa, đây nữa, nó cũng nhanh thôi, mất độ khoảng 10 phút như nào. Đấy, đánh nhẹ nhẹ. Sau đó mình có thể gì, lặp lại 10, 20, 30 tiếng đếm trong mỗi bên khoảng 3 lần. Đó, chỗ này là cổ này, tiếp theo đây này. Rồi rồi tiếp theo mọi người, đố mọi người biết là xem là cái đồng ứng của cổ họng ở đâu nữa nào. À rồi, và giấy tay tí mình tính tiếp. Còn bây giờ đúng rồi, như chị nói này, đây cũng là một con người, thấy không nào? Đây một con người, đây một con người này, đấy một con người. Phương Tây nó bỏ dơ ngón giữa này là không được đâu, nhưng mình đây là ý tốt đẹp, đúng chưa? À, đây này, cái đây cổ họng này, đốt đầu tiên, đây là đầu ngón tay, là cái đầu người, đúng rồi. Giữa này là bụng, còn đây là cổ họng, thì mình đổi cái chày này, mình lấy cái đầu nhỏ này, chày hoặc bất cứ vật gì nhá, ví dụ càng cua thì mình lấy cái này, miễn sao nó trơn, nó không gây đau là được, đúng chưa nào? Mình không có cứng nhắc nha, nhà có cái gì lấy cái đó, không bắt buộc cứ phải dụng cụ điện chẩn, được chưa? Nên là không phải mục đích là bán dụng cụ đâu nha. Đấy, đây. Bôi đây, đánh chưa nào? Đấy, có tay thì lấy tay. Và cái dầu cao này mọi người nhớ là cái cao su cúp vàng ấy, nó nóng quá. Bạch hổ cũng rất là nóng, dầu gió thì lại nhẹ quá, thì mình kiếm cái cao nào nó vừa phải, nó không nóng quá. Cao này là cũng cũng được, cao cúp vàng này, mà nó rẻ, có 40.000 một lọ thôi, dùng thoải mái cả năm không hết. Đây này, và nó vừa phải ạ, nó không nóng quá. Đấy, mình bôi vào đây. Đấy rồi mình đánh vào đây. Thì đây các bác nhá, đấy là cái bài bài bản. Còn có những mẹo như này, có những mẹo của những người vẫn đang làm như này các bác này, người ta không chữa các bước bài bản như kia,
mà nếu đang đau họng ấy thì người ta chỉ làm này thôi này, ấn vào đây một cái giữ trong khoảng 1 phút đau đấy, cái đốt đầu tiên này là đúng điểm giữa luôn, cái điểm giữa ấn đúng rồi, đau ấn đúng đau như này cảm giác nó đau nhói nhưng vẫn chịu được trong khoảng 1 phút vậy thôi. Đấy thì nhiều người ngoài kia người ta vẫn làm được, cho nên các bác ra ngoài kia bác thấy này sẽ rất nhiều các thầy hoặc những người học thì người ta cũng chỉ làm một trong những bước này thôi, thì ra ủa sao ông này ông chả làm giống như thầy dạy mà sao ông này ông làm khác với ông kia, tại vì các ông ấy làm tùy các ông ấy thích cái bước nào, các ông ấy thấy rằng mình làm tốt cái bước nào thì các ông làm bước đó, nhưng mà không bao giờ thoát ra được 8 nguyên tắc này của thầy Châu. Các hiểu chưa nào? Đây là mình hiểu một cái tổng thể, một cách bài bản thế nào. Còn mình mới đầu học mình cứ làm bài bản đi đã, mình kiểu gì cũng trúng đấy. Người ta có thể bấm vào đây hoặc là người ta có thể bấm vào đây, được chưa nào? Đấy. Xong rồi đấy là đồng ứng nhé, đồng là giống nhau và còn rất nhiều cái vị trí đồng ứng khác nữa, nhưng đây là mình dễ nhất mình làm. Bây giờ tiếp theo cái phản chiếu theo các bác làm ở đâu nào? À, phản chiếu à, đúng rồi, chuẩn chuẩn đúng rồi đấy. Mình thấy là cổ là giữa lông mày này là có một cái miệng này này là, thì mình sẽ làm ở đây này, quệt nhẹ thôi mà ít cao thôi, trẻ con thì gọi là có thôi hoặc là không dùng cao, làm trên mặt gần mắt nó cay, nếu mình cũng quệt nhẹ như này khoảng vài chục cái đếm. Tiếp theo cái chỗ này hay này, đây này, đây là cái lưỡi này, đây là cái họng này, nó đồng ứng đấy và phản chiếu luôn đấy. Đây, dưới dái tai này này mình chà nóng vào đây đấy. Chà nóng vào đây này thì người ta cũng bảo là gì, phần đa là ho cũng là do lạnh nữa, mình làm cái này ạ mà người nó ấm lên thì nó hết ho, giải quyết được ngay lập tức. Ở bên này nữa đấy, chưa nào, đấy rất đơn giản vậy thôi, cứ lúc nào ho thì làm, hoặc ngày làm 1 đến 3 lần, chưa nào. Người huyết áp cao thì hạn chế dùng cao trên mặt, hạn chế đồ nóng trên mặt đấy. Bây giờ chị thấy sao? Người quan trọng lắm là nó không bị ngứa cổ. Đấy đúng rồi, dưới tai này là lưỡi, đây dưới dái tai đây là lưỡi, là họng, còn dái tai này chính là lưỡi, được chưa nào? Đấy thì mình làm đây mất 10 phút ok, chuẩn bị đi ngủ mà ho làm đúng như này thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều, được chưa nào? Đấy chính là bài về làm giảm cái cơn ho đi, ngứa họng đi, được chưa? Áp dụng cho tất cả mọi đối tượng, được chưa? Rồi xin cảm ơn người mẫu.